bà con, trong các mô hình trang trại, việc tận dụng phụ phẩm hữu cơ như thân cỏ voi, thân cây chuối, rau bèo đúng cách sẽ giúp bổ sung lượng thức ăn rất tốt cho vật nuôi. Không những thế, bà con nông dân có thể tiết kiệm chi phí chăn nuôi và nâng cao chất lượng thịt khi thu hoạch. Hiểu được nhu cầu đó, thì công ty Takeo đã sản xuất ra máy băm chuối đa năng, có thể băm nhỏ được các loại nguyên liệu nhất nhau như thân cây chuối, rau bèo, thân cây ngô, cỏ voi và các loại rau củ quả khác làm từ thức ăn cho gia súc. Những thành phẩm sau khi có kích thước băm nhỏ có thể chế biến thành nhiều loại thức ăn khác cho vật nuôi. Đã theo dõi hết video về giới thiệu máy của công ty Takeo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo Việt Nam kính chúc bà con sức khỏe và thành công.